2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở xã Đắc Sao có tổng số là 538 học sinh, được biên chế thành 21 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 42 người. Trong năm học vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đầu tư cơ sở vật chất, của chính quyền địa phương trong công tác vận động học sinh ra lớp và công tác giáo dục học sinh, sự chỉ đạo sâu sát của phòng giáo dục và đào tạo về công tác chuyên môn. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trường vẫn có một số khó khăn tương đồng với một số trường trên địa bàn huyện. Trong đó, khó khăn nhất là vấn đề thiếu giáo viên đứng lớp, cụ thể là giáo viên tin ở cấp trung học cơ sở, đặc biệt là chưa có giáo viên tiếng Anh ở cả hai cấp học. Để khắc phục những khó khăn trên, đối với môn tin, nhà trường đã linh hoạt phân công giáo viên tin cấp tiểu học dạy cả ở cấp trung học. Đối với môn tiếng Anh, nhà trường đã chủ động hợp đồng giáo viên. Tuy nhiên, đối với cấp trung học cơ sở, không hợp đồng được giáo viên dạy trực tiếp mà chỉ hợp đồng được một giáo viên dạy trực tuyến. Để thực hiện được hình thức dạy trực tuyến, nhà trường đã có một số giải pháp như sau. Trước hết là trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác dạy học trực tuyến. Nhà trường đã trang bị màn hình TV lớn, cụ thể là 2 TV trên một lớp, máy tính có kết nối Internet tốc độ cao, trang bị loa, mic hiện đại, hỗ trợ thu và phát âm thanh to, rõ ràng. Thứ hai là tổ chức linh hoạt công tác dạy học trực tuyến. Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với giáo viên và học sinh. Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy cụ thể, vừa đảm bảo nội dung chương trình, vừa phù hợp với hình thức dạy học trực tuyến. Thực hiện tiết dạy online qua phần mềm Microsoft Teams. Để phát huy tính tích cực của học sinh, giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực giống như dạy học trực tiếp, vừa phải chỉnh sửa để phù hợp với việc dạy học trực tuyến. Thêm vào đó, giáo viên thiết kế các tiết học với rất nhiều hoạt động dành cho học sinh nhằm hấp dẫn, lôi cuốn học sinh vào hoạt động học. Các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng chủ yếu như giải quyết vấn đề, đàm thoại, trò chơi, suy luận, học tập dựa trên công nghệ số. Sử dụng các trang web hocliệu.vn để thể hiện nội dung bài học theo sách giáo khoa bằng hình thức online. Sử dụng các trang web hỗ trợ giảng dạy và giao bài tập như Quizy.com, Workword.net, Blogcast.com, Bestfastcast.com, Johomework.net. Ngoài ra còn sử dụng các trang web nhằm thể hiện hình ảnh và tư liệu sinh động trực tuyến như Google.com, YouTube.com. Sử dụng ứng dụng FutureLand để giúp học sinh ôn tập từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng tiếng Anh. Sử dụng phần mềm này có kết hợp công nghệ AI để kiểm tra cách phát âm của học sinh. Thứ ba là huy động nhân lực hỗ trợ dạy học trực tuyến. Để thực hiện tốt, nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ về kỹ thuật và giáo viên quản lý học sinh nhằm kiểm tra sĩ số, kiểm tra việc ghi chép bài, xử lý tình huống phát sinh tại lớp học. Yes, good job. Smartly. Sit up really good. Yes, good job. Now class, disaster. Disaster. Hình thức dạy học trực tuyến có những ưu điểm và tồn tại như sau. Về ưu điểm, dạy học trực tuyến vừa thực hiện tiết chính khóa, vừa thực hiện ở tiết phụ đạo. Dạy học trực tuyến là hình thức dạy học nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học 2023-2024. Mô hình đã thể hiện sự kịp thời, linh hoạt, chủ động của nhà trường trong công tác quản lý, đặc biệt là trong công tác dạy và học, đồng thời cho thấy sự tích cực, đoàn kết của lãnh đạo nhà trường, của giáo viên trong công tác phối hợp để thực hiện mô hình. Sự tích cực của thầy và trò đã mang lại hiệu quả khá cao trong dạy học. Điều này thể hiện rõ nhất
ở kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Cụ thể, 32 học sinh tham gia thi tuyển, không có học sinh bị điểm 0. Bên cạnh đó, dạy học trực tuyến còn nhiều tồn tại. Đôi khi gặp thời tiết xấu, mất điện dẫn tới mạng Internet không ổn định, không thể thực hiện được tiết dạy online. Sỉ số lớp học đông, đôi khi giáo viên không quan sát hết lớp học. Một số học sinh chủ quan vì giáo viên không quan sát trực tiếp, nên đôi lúc còn không tập trung. Giáo viên không thể trực tiếp chỉnh sửa bài trên vở của học sinh. Với dạng bài tập yêu cầu viết chữ hoặc câu, giáo viên yêu cầu học sinh đánh máy thì một số học sinh thao tác còn chậm, mất nhiều thời gian trong tiết học. Dạy học trực tuyến là giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Hình thức dạy học trực tuyến còn nhiều khó khăn nhất định. Do vậy, trong thời gian tới, kính đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét biên chế giáo viên tiếng Anh đứng lớp để thực hiện hiệu quả hơn nữa hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị nói riêng, cũng như góp phần nâng cao chất lượng của huyện nhà nói chung.